Hello chào mọi người nha. Nay anh em mình đi câu nữa nè. Nay ra bè quận 9 phục thù nha các bạn. Rồi mấy dịch cưng không? Anh em đi trước rồi. Nay anh em mình ra phục thù coi có bắt được cá chim hay cá chép nào, con nào bự bự không. Ừ. Nhẹ. Ừ. Cửa hiện đại á. Tối hôm qua mưa dữ quá không đi. Để sáng đi luôn. Qua mưa quá hết luôn á. Ừ mưa dữ thần. Các bạn, anh em mình lên bè nè. Này này có món này nè các bạn. Hàng chích lèn quất. Cò trắng. Cò bợ. Hôm nay con gì anh đâu mà? Hai miền bịp. Hai miền bịp à? Ủa sao miền bịp làm thịt ra nhỏ xíu à? Nên anh em mình sẽ chế biến mấy món này nha các bạn. Này thành quả của anh em bắn ná với lại cua bảnh nó săn này. Chim săn của anh Đặng. Rồi, ra cần chiến thôi. Đúng không? Cá đầu tiên nè các bạn. Anh quân lên con. Cá út nè, cá út này ăn ngon lắm nha các bạn. Mà cái gai nó đâm bá cháy luôn á. Mình bị nó đâm hai lần rồi. Đâm đầu lắm anh Quật. Đâm tê luôn. Để anh phải lấy khăn anh gắp hết chứ không dám bấm ai. À em có cái kéo chút xíu lên bấm hết đi. Ra cần nha các bạn. Nay mình câu hai cần. Đá nhỏ lông mà anh Quân làm cái em cũng ham. Thôi thì đây hai bộ cần của mình nữa bạn. Giờ mình vô máy rồi đắm nha. Cảnh sông nước quá trời đẹp luôn. Ơ anh Tùng mới làm thêm cái bè này ha. Ừ. Cái đó chắc để câu ở ngoài sông câu cá lăng rồi. Còn câu cá nhỏ, cá chép, cá út đồ câu trong đây. Cá nó đang chịu ăn cá út. Cá út thì nó ăn dễ lắm các bạn. Nó ăn nó không có xúc. Ăn dính hoài. Êm ha. Quá êm. Phong cảnh hữu tình. Có cá nữa còn gì bằng. Lớn không? Lớn quá dính luôn hai cần rồi. Ê, con cá út này cũng được. Để hỗ trợ cần thủ bắt cá. Lên một con cá út nữa nha các bạn. Cá út nó đang chịu ăn mà mình còn chưa ra cần xong nữa. À thẻo này thẻo được trước hả? À thẻo được trước á. Ừ. Cất thẻo cũng lợi bộ. Cất lại chứ. Ừ. Nè các bạn. Con này to gấp đôi con nãy luôn. À. Cái gai này đâm là hơi bị chua nha các bạn. Ừ, cái này khó kéo á, em nãy các bạn nghe nó kêu không? Ừ, kêu ụt 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 á. Quá êm. Trời cứ mấy phút lên con, mấy phút lên con gì là quá êm rồi. Cưng không? Đã quá bạn. Mới ngồi xíu rồi lên hai con rồi. Ngày tối tối săn cá trà với cá chép với em. Bây giờ câu cá út rồi đã. Đem cái kéo vô bấm luôn. Ừ. Các bạn cần mình nó ăn nè. Nó nhịp cái đầu cần nè cho các bạn coi nè. Thấy không? Cá út nó ăn đó. Bây giờ mình quay lên nha. Con này ăn dính luôn rồi. Quất. Lên bạn ơi. Sáng nha bạn. Em mới thả mà dính rồi á. Lên nha. Lên cần luôn bạn. Mới vừa nói là để ăn sáng cái là cứ lên cần. Con cá út nha. Ừ, ăn cơm đi. Con cá út nè. Cá út này làm gì ngon nữa. Ừ. Canh chua. Kho. Có lục bình nha. Đó. Đó, anh em mình câu cá út lên mình phải cắt. Cắt ba cái ngạnh của nó. Ngạnh nó đâm. Rồi bây giờ vô hại rồi đó. Bây giờ là mình gỡ được rồi. Nè anh Quân, bỏ giùm em đi. Hi, nhìn cưng, cưng quá bạn. Buồn ngủ nu à. Mình mới thả xuống cái dính liền. Cần ngoài ăn nữa nè các bạn. Con này hình như bự rồi. Dính nữa nha các bạn. Ghê chưa? Dính nữa hả? Con này bự sao? Hay hai con.
thấy giật mạnh. À có con à. U nu các bạn. Rồi chưa ăn cơm xong nữa. Tiếp tục mua con cá úp. Cắt ngắn các bạn. Các ngành nó đi thôi là để họ là thốn á. Rồi an toàn. Anh đang bỏ mấy ngành kia xuống nước rồi không ạ. Tiếp tục ha. Đi cẩu quá. Bỏ vô luôn. Bố con đời mà. Ơ cần này ăn hả? Cần này giống lắm nè, giống ăn lắm. Em vừa thấy nó gịch. Ăn cái út này ăn mồi dễ lắm các bạn. Cứ trùng mũ vừa quốc à. Dễ ăn dễ dính. Tiếp tục kéo bạn. Ăn thả gần này mà gần kia ăn các bạn. Giật gần kia luôn. Này nó ăn nè. Bạn thấy đầu cần gịt gịt không? Ơi mới xuống gần này mà gần này ăn nữa rồi. Này ăn không cần đóng, chỉ cần nhít thôi các bạn. Nhít lại lên nè. Cái út này nó ăn nó ít chảy lắm. Dính hoài. Quân dính nữa hả? Hay em dính cần quân vậy? Một con nha các bạn. Dính hả? Không. Làm lố không. Chết rồi. Đằng ơi cái kéo đâu rồi? Một con nữa nha các bạn. Cắt ngành đó. Cái út đang ăn ầm ầm luôn. Rồi tụi quanh quân ơi. Chắc anh bỏ vỏ qua đây luôn quá. À, à. Ăn cơm xong lên mì dính nè các bạn. Con này mì dính nha. Con mắt nó dính dính. Gọi là con mì dính. Mình nghĩ vậy thôi chứ không biết sao nó gọi là mì dính nữa. Nè bạn. Tưởng thế nào. Cá bự nha các bạn. Lấy mềm cái giọt đi. Ôi nhỏ xíu à. Mắt giỏng hàng chi nó khỏe. Mắt giỏng, mắt giỏng. Mắt giỏng. Lên chép nha các bạn. Giống trong bè ra vậy. Cảm ơn anh nha. Các bạn. Lầy. Tưởng bự mà lại mất giọng nè. Nhìn như chép nha. Giật nửa nửa luôn. Cá chép nha các bạn. Đang từ sướng. Bớt từ sướng giúp cái. Rồi. Xin phong trình anh đặng. Đi gọng gọng nó đi. Im. Có tùng vời nha các bạn. Tiếp tục bóp mồi thả câu. Bóp mồi tiếp tục câu nha các bạn. Đằng vẫn móm sáng giờ. Đằng dở quá. Em thấy ghê chưa.
đang kể. Hôm qua đang học thì cái miếng hạt cao trên nhà rớt cái đầu thầy bé xỉu. Ở ngậm cục mồi nó chạy thế ghê. Mình đang câu cá thằng tông ngoài kia mà nó kéo. Anh kéo phụ mình. Cần nên dưa ăn nữa bạn. Dính này sao? Lúc này dính cá. Dính cá nha bạn. Em. Dính cái gì trời? Dây này chọn dây kia. Ông mày dính đi nha các bạn. Cho vô vỏ đi. Rồi. Tuyệt vời. Lại cứ phải tuyệt vời thôi. Ô dính mày dính. Mày dính nữa các bạn. Nay toàn lên con này không ha. Này em lên mấy con. Đang mùa của nó. Dạ. Này mày dính không anh? Dạ. Chắc tại con mắt lồi lồi kia mày dính. Im. Bây giờ em lên 3 con rồi. Tiếp tục chờ cá ăn các bạn. Nhổ lông mấy con này đi. Nhổ đường ta. Xài nước sôi. Sôi thiệt, bữa anh nổ xong cái anh thấy vậy thôi nên anh nhúng sôi anh tuột. Trời tuột dễ ơi là dễ. Ừ, để anh nấu nước sôi ra mình nhổ. Cái con này lông nó cứng nó dai lắm nha các bạn. Bỏ tủ lạnh đi chứ. Ừ, nè, có mấy cái này nữa nè. Ừ. Tuột sôi ra hết rồi. Mình nó sẽ đông được. Tầm. Trời còn một lút lừa nữa các bạn. Ai dưới đây không có ai. Rồi. Con này bị biết phì không nổi ơi. Nè. Con nó một gì vậy? Giao đi. Ừ. Cái này cho để anh đàn tập chim nha các bạn. Tới đây hả? Cái đầu. Tại nó ghét nhất cái đầu. Chủ yếu là cái này là mồi ngon thôi. Chim ăn ủ. À, chim ăn mấy con nhỏ mà. Ai gọi hoài. Con này cái clip trước mình bắn nè các bạn. Con này nó mình đang đứng rình chào chảo mà nó bay vô. Ngu ơi ngu luôn. Lô lô anh em mình trốn việc, trốn vợ, trốn con đi ra đi chơi. Tầm này là không có điện thoại gì hết. Ha. Nè, con chích là lông vậy nè. Thử chút xíu mình tuột xong. Không, thấy nó được, chỉ có nước sôi thôi. Mình nhổ con bò lấy gốm luôn rồi. Này nó còn đụng đá đó. Đấy các bạn, nhân vật chính của ngày hôm nay nè, tuyệt vời không các bạn, nhìn đẹp ghê luôn. Đây có chai rượu nói nữa nè, cái này mà uống vô nói dữ lắm nha các bạn. Thôi, quá hấp dẫn luôn, mời mọi người dùng chung với anh em mình nha. Mời mọi người miếng đùi nha. Đùi này hình như đùi của con chích hay con cò gì nè. Các bạn nhìn hấp dẫn không? Chấm miếng nè.